Thế Phương xin mến chào quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình SBTN qua phần uh, chia sẻ hàng tuần chuyện chưa nói cùng với anh Tường Thắng. Xin kính chào yeah. anh. Chuyện chưa nói và chuyện chưa biết luôn. Chuyện chưa nói và chuyện chưa biết. Và chuyện nên biết. Chuyện nên biết luôn. Yeah. <cười> <cười> Rồi hôm nay mình có chuyện gì để nói cho chị vâng, Thúy Phương? Và kính thưa quý vị, hôm nay có nhiều câu chuyện rất là muốn chia sẻ, đúng là chuyện nên biết đó quý vị. Uh, nhưng mà bây giờ câu chuyện đầu tiên Mà Thúy Phượng và anh Tường Thắng muốn chia sẻ Là câu chuyện về vấn đề mình tiêu dùng Ngày xưa mình tiêu dùng Mình có thể dùng thẻ tín dụng credit card Chẳng hạn ngày nay Thì có một cái chương trình này mình nên biết rất là hay Là mình mua trước Mua ngay nhưng mà mình trả tiền sau Cái dịch vụ này khi mình mua như thế đó Mình không cần phải trả tiền ngay Bởi vì mình có thể chọn Những cái chương trình trả uh, Theo cái Cái uh, quy định mà mình cảm thấy nó áp dụng mà mình có thể thanh toán được mình trả góp à, bao nhiêu lần trong một tháng. Và cái hiện tượng này hiện nay rất là phổ biến. Và cái thuận lợi của nó ra sao là người tiêu dùng khi mà à, không có tín dụng tốt thì họ không cần phải dùng thẻ tín dụng, họ có thể dùng cái chương trình nó gọi là mua à, ngay mà trả tiền sau. Trước trả sau, yeah But Buy now pay later. Yeah. Tại vì hồi nãy từ tháng tới các thấy có cái video đó là khi người ta mua hàng đó người ta có thể bấm vào cái nút uh, pay later tức là trả xong ừ. Ừ. À, nhưng mà thứ hỏi chị thúy phượng là lý do gì tại sao họ lại muốn làm như vậy thay vì dùng cái thẻ tín dụng để mà mua bởi vì hiện nay đó thì theo các em mà tuổi trẻ từ Z generation đó, đó thì họ cảm thấy cái chương trình này nó 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 work cho họ họ xài được là vì phần đông những em này đó họ không có tín dụng tốt này hoặc là họ cảm thấy chương trình này dài họ sẽ nắm vững được cái tài chánh của họ hàng tháng tiêu dùng ở cái mức nào họ có thể điều khiển được nó thì nó rất là tiện cho họ và cho dù đó họ khi xài tiền họ có cái mục thanh toán phải trả vào cái ngày tháng nào đó chẳng hạn tuy nhiên họ chậm trễ đó nó cũng không có bị uh, report lên cái credit agency không à. có báo về cái credit của mình bị điểm yeah. xấu Họ không có tính như vậy Nhưng không có nghĩa là vì như vậy Mà mình cứ đi mua đồ Rồi mình trả tiền chậm trễ thì cũng không tốt Bởi vì khi nó chậm trễ như vậy đó Thì nó không có cái điểm credit Nhưng mà nó sẽ phạt cái tiền của mình Nó à. tăng cái tiền là lên của mình Trong cái phần nợ đó yeah. Và có thể nếu mình cứ tái diễn hòa như vậy Thì họ sẽ không cho mình sử dụng Cái uh, chương trình mua ngay trả sau được yeah. Anh có bao giờ xài thử chưa? À, chưa chưa thử bao giờ chị nhưng mà được biết là cũng có nhiều người một phần đó là tại vì họ không có thích tại vì bây giờ nếu mà chị mua bằng thẻ credit card đó thì chị phải trả cái tiền lời khá nặng nếu như mà chị trả trễ tại vì bây giờ kính thưa giải cái cái thẻ tín dụng á à, chúng ta phải trả là 21 phần trăm đúng không ạ à? đúng 22 phần trăm cho nên đó, nó là một cái tiền lời khá nặng mà cái pay later đó tức là mua trước trả sau họ không có bị phải trả cái tiền lợi đó nếu họ trả trễ cho nên đó là một cái đây là cái khuyên hướng mà hiện tại nhiều người họ đang muốn như rất nhiều người bắt đầu sử dụng cái này để tránh cái trường hợp là mình phải trả thuế nhiều ông phải trả thuế trả gọi là trả tiền lãi suất lãi suất nhiều cho cho nhà băng nhưng ngược lại đó thì nó có cũng có cái cái đẹp thì cũng phải có cái xấu có mặt này à, có mặt kia à thì cái mặt xấu của nó là cái gì thưa chị? cái mặt xấu của nó là cũng có nhiều người họ cảm thấy là dễ dàng mua sắm nên họ mua quá nhiều mà họ quên nhìn lại là cái khả năng của họ có thể chi trả uh, có được hay không? Yeah. đó là những gì mà em cảm thấy là cái mặt xấu của nó. Yeah. Anh có muốn cho bổ sung thêm mặt xấu yeah. nữa không? cái cái một cái vấn đề hiện tại đó thì được biết là chính quyền tổng thống Joe Biden á vừa mới đưa ra một cái À, thường thường đó một một cái gọi là regulation tức là cái điều một cái quy định quy để mà regulate là kiểm soát cái, cái 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 dịch vụ mới này đó thì chúng ta biết là bây giờ nếu chúng ta mua thẻ bằng thẻ tín dụng á thì chúng ta thấy trên màn hình thì cái chữ bấm pay later không đúng, Đã, trả sau mua trước trả sau đúng. thì vấn đề ra ở chỗ này là nếu chúng ta mua một món hàng mà chưa trả tiền rồi sau đó vài ngày về nhà có vấn đề gì chúng ta trả lại được hay không nó khác cái với chỗ mà chị mua bằng thẻ tín dụng là credit card ví dụ chị mua bằng thẻ tín dụng chị ra costco mua một món hàng chị không thích đó, xài không thích chị đem chị trả lại thì cái nơi bán hàng chẳng hạn như costco đó họ tự động họ trừ cái tiền họ tr... mà mà chị đã trả đó ừ. ngược trở lại vào cái thẻ tín dụng ừ. cho cho mình còn trong trường hợp với cái dịch vụ mà mua trước trả sau đó ừ. thì hiện tại nó chưa có cái quy định nào về cái vấn đề đó cho nên á bây giờ chị muốn trả lại thì nhiều khi họ không nhận lại cái chỗ bán họ không nhận lại họ vẫn tiếp tục trả gửi cái cái hóa đơn tính tiền kỳ hàng tháng để trả cái món hàng đó ừ. trong khi cái món hàng đó giờ chị trả không được cho nên chính vì vậy đó mà chính quyền tổng thống Joe Biden mới nói là giờ chúng ta phải ra một cái quy định để mà kiểm soát cái dịch vụ này giống như chúng ta đã kiểm soát cái thẻ tín dụng vậy đó dục, uh, đại khái như là khi mua phải nêu lên rõ tất cả những cái điều khoản mà nó apply vô cái món hàng họ mua, dạ, bao gồm những chi phí gì mà họ phải chịu chi trả và họ khi mà họ ký vào cái thỏa thuận mà họ chịu uh, mua trước trả sau đó thì họ phải có những cái gì nó ràng buộc sau đó đều phải được uh, phải minh bạch ra dạ. để cho họ biết đúng dạ. không? trên dạ. ừ. Cho nên đó là cái, cái một trong cái điều mà khá quan trọng trong cái cái việc mà cái mua, quy định của đúng rồi của chính quyền ba khi mà shopping trên online thì thật sự là Tý Phượng uh, chưa bao giờ dùng cái uh, dịch vụ mà mua trước trả sau thành ra rất là ngạc nhiên khi mà hôm nay đúng là cái điều nên biết anh thắng yeah, yeah. Thúy Phượng hay thấy cái chữ pay later thì mình chỉ nói trong bụng mình Ủa tại sao mình có tiền mà mình phải pay later ta Tại <laughs> sao pay later uh, thôi chắc là nó đang dụ dỗ mình là mua cái gì đây nè đâu có chuyện pay later đâu ai mà tốt quá yeah. mua xong rồi pay rồi tôi đi luôn làm sao mà không có đơn giản như mình nghĩ không thể đi luôn được đúng không anh? Yeah. Tại vì thông tin mình trước khi pay later là mình đã cung cấp cho cái nhà à, kinh doanh bán lẻ hay là online tất cả những thông tin của mình rồi những cái uh, quỹ của mình hả yeah. để họ mới lấy tiền từ trong đó mà ra Yeah. nếu mình mà, mà trả thiếu trả chậm trễ cũng không có chạy thoát khỏi uh, họ đâu yeah. thì nếu như vậy thì em thấy cảm thấy rằng cái chương trình này á, nó tốt cho những cái người mà không có thẻ tín dụng nè khi mà cần mua cái gì ngay lúc đúng đó và tạm thời trong cái quỹ chưa có tiền đúng yeah. không yeah. nhiều khi là họ sống bài paycheck đi đúng không yeah. thì họ nói, ô mùng một check với về mà hôm nay 31 họ đi shopping đúng trong băng chưa có tiền đúng không đúng họ có thể mua cái ngày đó mùng một rồi, tiền vô băng. Tiền băng trả à nó yeah. trả ồ có lợi cũng giúp được nhiều người. Dạ. Chẳng trách gì thanh niên hiện nay là họ xài cái chương trình mà buy now pay later rất là phổ biến. Dạ, nhưng mà nó cũng đây là cũng một cái nó thúc đẩy nền kinh tế của Hoa Kỳ. Đúng. Tại vì mình không có chờ cho lúc mình có tiền ừ. hoặc là mình thí dụ bây giờ chị mua một cái điện thoại thông minh bây giờ, chẳng hạn như cái iPhone bây giờ nó cũng khoảng một ngàn trở lên chứ không có rẻ. Đúng. Mà nhiều người làm lương ít thì nhiều khi họ phải để dành dụng vài tháng để à, có đủ tiền để mua đúng. một cái điện thoại đúng không ạ? Ừ. À? Còn bây, bây giờ với trường với trường hợp này đó họ có thể mua rồi xong một có điện thoại xài liền ừ. ngược lại thì họ trả sau đó thì tùy theo cái cái khế ước giữa họ với cái người bán đúng, hàng đúng rồi. họ có thể trả một lúc hoặc là họ có thể trả tùy theo hàng tháng bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền đó để cho nó xong cái 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 khế ước đó cũng giống như trường hợp chị trả credit card thẻ tín dụng chỉ có thể trả hết một lần để không phải trả tiền lời nhưng ngược lại chị cũng có thể trả hàng tháng hoặc là trả cái 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 gọi là cái premium một số rồi. tiền nào đó rồi cái phần còn lại chị trả tiền lời thì cái đó cũng là một cách nhưng mà đây là một cái cách mà gọi là à, tư bản đẩy mạnh cái sự cái, cái, kinh doanh kinh doanh uh, kinh tế dùng, lên kinh tế của Hoa Kỳ ừ. người nó khác ở bên Âu Châu á ở bên Âu Châu đó thì thường thường chị phải để dành đủ số tiền đó chị mới đi mua à, à chứ chị chứ họ bên Âu Châu họ không có xài nhiều oh. như, như vậy anh nói làm em nghĩ đến một điều là buy now pay later thì uh, khi mà có những cái dịch vụ mà mình khi nghe như vậy là mình nghĩ đến trước tiên là cái việc nó gọi là mua mà Nó có cái từ đó anh là giống như là mình buy now pay later Mình mua cái món đó anh bán cái phone đó cho Thúy Phượng phải không 500 yeah. đồng yeah. Thì Thúy Phượng mua nhưng mà thực sự không được cầm cái món đó trong tay Mỗi tháng đến trả cho anh bao nhiêu tiền đó ví dụ 500 đô Mỗi tuần trả 100 hay mỗi tháng trả 100 đủ số 500 rồi thì cái phone nó sẽ về tay của Thúy Phượng. Yeah. Đó cũng là cái loại hồi lúc mà khi nghe cái buy now pay later làm cho Thúy Phượng nghĩ đến cái điều đó. Yeah. Nó có cái cái từ cho cái uh, sự trả góp đó đó. Yeah. Nhưng mà thật ra cái buy now pay later này là là không phải cái dạng mà Thúy Phượng mới suy nghĩ. Nó đưa luôn cho <laughs> chị. nó đưa luôn rồi, hàng xong rồi trong chị tay công luôn. Trắc đó Đúng rồi. rồi. rồi chị. Chính vì vậy mà nó đưa đến cái tình trạng là giờ ký công tác rồi giờ tôi không thích muốn trả lại thì sao ừ. đúng không đúng rồi ờ, thì đó chính vì vậy đó mà rắc rối cho những người tiêu dùng đúng và rồi. chính vì vậy mà phía chính quyền ba đình mới đưa ra cái quy định là phải giải quyết cái trường hợp cái dịch vụ này cũng giống như trường hợp của thẻ tín dụng vậy đó tức ừ. là thẻ tín dụng mình áp dụng sao thì giờ mình áp dụng cái quy định cái quy tắc đó à. cho cái vay tập mua bây giờ trả sau đó ý là nếu mà trả theo cái phương pháp thẻ tín dụng thì nó có vẻ là công bằng công bằng hơn ví dụ bây giờ Bây giờ chị mua món cái 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 ghế salon đi, ừ. uh, họ nói là bây giờ bắt đầu từ uh, tuần sau mới đầu trả tiền, chị ngồi ba ngày chị không thích, ừ. chị đem chị trả lại, ừ. nó không nhận lại thì sao? rồi ừ. ch ch chị kẹt luôn, cho ừ. chính vì vậy mà bây giờ chính quyền Biden bảo chứ không, anh vẫn phải nhận lại và trả lại cái cái cái, cái và xóa cái công trắc của người ta đi, à. giống như trường hợp mà người ta mua bằng cái thẻ tín dụng Ừ. Rồi người ta không thích, người ta trả lại rồi, anh vẫn phải lấy lại và anh trừ cái tiền đó ừ. trở lại trong có thể tín dụng cho người ta. Yeah. Yeah. À, kính thưa quý vị, à, phần vừa rồi rất là hấp dẫn nhưng à, Thúy Phượng à, rất mong quý vị tiếp tục giữ băng tần của SBTN và anh từng thắng mà Thúy Phượng sẽ quay trở lại trong chốc lát. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi phần thông tin thương mại vừa rồi. Và như lúc nãy thì Thúy Phượng, anh Tường Thắng chia sẻ về vấn đề là buy now pay later đúng là một cái chuyện nên biết. Và bây giờ một cái chuyện nữa cũng rất đáng là nên biết vào cái mùa hè này, bởi vì mùa này là cái mùa mà chúng ta bắt đầu đi du lịch. Tuy nhiên, đi du lịch như thế nào để mà mình tạo cảm hứng cho cái cuộc vui du lịch của mình nó được kéo dài nhiều hơn lại là một cái chuyện khác. Thì theo như các nhà nghiên cứu khoa học thì họ nói rằng trong một chuyến đi du lịch à, ví dụ mình làm cái gì à, lâu dài quá thì nó sẽ tạo lên cái sự à, nhàm chán cho những cái giờ phút sau bởi vì à, khi chẳng hạn quý vị mới đến à, bay đến một cái thành phố à, biển rất là đẹp tuyệt vời nào đó chẳng hạn đúng không mình rất là hào hứng mình nghĩ rằng ô oh, lẹ 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 đi thay đồ đi ra ngoài biển tức thì phải được bơi tức thì phải ra phơi à, à, nắng chẳng hạn nhưng theo các nhà nghiên cứu thì cho thấy rằng chúng ta nên tạm thời kìm hãm cái sự mà mong muốn chạy ra chơi nước như thế mình nghỉ ngơi một chút xíu đi để cho mình nạp cái năng lượng vô cơ thể mình thì tí nữa đây đó mình sẽ có dầu năng lượng trong người mình rồi thì khi mình đi ra ngoài chơi bị mình phơi nắng đó thì mình sẽ hào hứng hơn nữa có đúng không anh dạ vâng à, khi mà chỉ nói cái đó đó thì làm tình thắng liên tưởng đến <laughs> cái câu Việt Nam của hay nói đó là <laughs> cái gì đó mà nhiều quá đó thì người chán yeah. cái gì mà vừa đủ hoặc ít ấy, thì mình vẫn còn thèm nghĩa là đừng ăn quá nhiều thì để cho nó vẫn còn thèm thì lúc nào mình cũng muốn quay lại đó là do tại sao mà người ta giải thích được tại sao cũng cái bánh đó Thí dụ lấy bánh cam đi ừ. ha hoặc là chị uh, lấy tô phở đi nếu mà chị ăn ở Việt Nam như ngày trước năm trước năm 1975 á ừ rồi chị ăn ở bên đây đó. Tại sao chị vẫn nhớ là cái tô phở ở Việt Nam vẫn ngon hơn. Ừ. Đúng không? Tại vì nó cho chị ít lắm. Chị ăn chị vẫn còn thèm. <laughs> thèm. Còn ở đây nó cho chị một cái tô. <laughs> tô. Nhiều khi ăn không hết, ăn không hết. Đúng không? Ừ. đâu mà chị chán. Chán. Cho nên cái gì mà nó vừa đủ là thì nó cũng phải có ừ. cái sự hào hứng vui thích à, nhiều hơn là đúng không? Chị làm một bài một bài lũng văn thì phải có thân bài ở bên sẽ có phần vô là cái phần thân mở bài, mở bài thân, bài, thân và bài, kết luận, kết luận đúng. cái vấn đề là phải kết luận cho nó hay. chứ bây giờ chị đi và cây sinh đi nghỉ hè mà kết luận của chị nó là một sự tan tác đó, thì cái bài luận văn nó sẽ không còn hay nữa. chính vì như vậy thì làm sao? Ừ. chị làm chị là người đi du lịch nhiều, ừ. chị có thể chia sẻ kinh nghiệm là <laughs> trong trường hợp này mình làm thế nào để cho cái chuyến du lịch của mình, sự hào hứng của mình thì thì thật ở ra... cái phần cuối nó cũng giống như cái lúc cái đầu, lúc đầu. À. à giống như thỏ đầu gặp em mà tinh tú quay cuồng thì chợt thỏ... như tay em cũng tinh tinh tú cũng quay cuồng luôn như <laughs> so ok thì thực ra thì tuyết phượng khi mà lúc trước đi hay đi du lịch đó thì nghĩ rằng nó đơn giản cứ thích thì đi thôi chỗ nào thích đi chơi thì đi chơi cứ cũng vui nhưng mà nghiệm lại thì thật sự cái nhà nghiên cứu khoa học về du lịch này họ nói cũng đúng lắm nha tại sao thúy phượng nói như vậy là thúy phượng cho một ví dụ ha qua tới hồng kông thích đi mua sắm lắm vô khách sạn là tắm rửa xong hết là chỉ đi mua sắm thôi mà đi cả ngày khi đi thì rất là hào hứng cho những cái phút ban đầu một hai tiếng đồng hồ ban đầu tiếng thứ ba thứ tư trở đi là bắt đầu biết mệt mệt rồi không còn hào hứng nhưng mà tham cứ nghĩ là cứ đi du lịch là phải đi chứ không nghĩ ra cái cách là mình phải schedule cái chương trình của mình như thế nào để tạo cái cảm hứng thêm thì chính vì thế mà sau khi đọc cái uh, cái chuyện nên biết của các nhà khoa học uh, chia sẻ cho mình thì tuyết vượng thấy đúng thay vì mình đi shopping là một ngày chẳng hạn mình nên chia nó ra đi mình đi là hai tiếng chẳng hạn ba tiếng chẳng hạn rồi cái là cái giờ sau đó mình lại đi chơi cái vùng khác thì ngày mai mình quay lại shopping cũng đâu có muộn đâu mà cái sự hào hứng nó cứ nằm ở cái mức độ hoài thôi bởi vì mình mình chưa đi đủ mà đúng không cũng phải tạo lúc sự nào cũng muốn. nghĩ tạo sự thèm muốn yeah. cho cái cái một cái cuộc vui à. đó yeah. đúng không yeah. thì hai ba phút đầu shopping là mình thấy chưa đủ nhưng mà mình cứ đi nghỉ ngơi mình đi ăn uống đi chơi cái đã đúng không yeah. ngày mai mình sẽ cứ còn cái hào hứng ô oh, ngày mai đi tiếp shopping tiếp đúng không yeah. còn nếu mà bảo đảm luôn á đi mà từ sáng tới chiều về ha tới khách sạn là chân tay nó rã rời người nó mệt luôn mà thậm chí ngày hai ngày mai đó không có sức đi uổng một ngày đó có thể phải nằm trong khách sạn thêm một nửa ngày để lấy lại sức rồi chiều mới đi thì có phải là mất mất cái nửa ngày buổi sáng của hôm sau nó rất là uổng mà khi đi du lịch đó mình không muốn mất cái tiếng đồng hồ nào hết yeah mình thấy nó phí lắm nằm trong khách sạn đúng không? đúng rồi nhưng muốn như vậy thì mình phải biết chia cái giờ giấc của mình hưởng thụ qua các uh, chuyến uh, mình đi du lịch những cái activity mà mình vui chơi trong ngày đó yeah. đúng không? Dạ yeah. thì um, anh có bao giờ trải nghiệm mà anh có biết làm những cái schedule cho anh như vậy hay không? đúng rồi thì thật sự thưa chị uh, như chị nói đó mình cũng tham như vậy đó <laughs> bây giờ chị nói thì bây giờ mới nghĩ là ok <laughs> trong chuyến đi sắp tới mình phải chia như vậy. Ừ. Tại vì á ví th dụ như mình, mình xuống phi trường chạy về tới khách sạn rồi bỏ đồ đó tắm rửa đó là chạy đi ra ngoài liền. Đúng. À, đi liền thì Điều em liền. đi ăn uống, nhưng mà nó thiệt chỉ trong lúc ăn uống nó mệt lắm. Đúng. Tại vì mình còn bị uh, bị, chết lát, Đúng bị uh, cái giờ giấc thay đổi nhất là đi nước ngoài đổi. đó. Đúng. Thứ nhất mình không có không có enjoy không có cảm thấy thú vị lắm trong cái món ăn mình đang thưởng thức nữa nè ăn không thấy ngon rồi luôn. xong rồi cái cái ngồi thì cứ gục xuống tại buồn ừ, ngủ đúng đúng buồn rồi ngủ rồi xong rồi cái lên xe taxi hoặc là đi xe sắp quay về đó thay vì mình dành cái thời gian đó mình ngắm cái cảnh chung quanh thì ừ. mình cứ ngủ gục ngủ à, đó ừ. là tại vì mình mệt mất rồi mệt quá rồi ừ. cho nên á sau này á thì như chị nói thì thắn nó nghĩ rằng là có lẽ mình nên dành cái ngày đầu tiên ừ. Ví dụ mình đi nước ngoài cái ngày đầu tiên thì mình nên từ từ. từ từ mình đi bộ vòng vòng Vậy, rồi nhẹ nhẹ thôi rồi mình nghỉ ngơi rồi ngày hôm sau mình bắt đầu ấy nhưng mà như chị nói là mình phải đi nghĩa là phân nửa thôi phân nửa thôi đúng. Chứ, chứ đừng có đi hết một lúc rồi ừ. xong rồi cái là mình sẽ bị gọi là nhàm chán cho ngán, những tiếng đồng hồ sau của cuối ngày đúng không yeah. nhưng mà cho dù ngày đầu á, mình có hạn chế lại đi Mình nên nhớ không có nghĩa là ngày sau mình ăn chơi xả láng đúng không anh đúng dạ đúng nói túm lại là mỗi ngày du lịch như vậy mình đều có cái chương trình mình chơi cái gì nó cũng ít ít thời giờ thôi dạ. thì cái cuộc hào hứng nó nó kéo, kéo dài từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc còn nếu mà mình từ đầu đến cuối mình chơi cả ngày thì bảo đảm luôn đó. những cái giờ đồng hồ sau nó sẽ nhàm chán không những nhàm chán mà mình bị kiệt sức bớt rồi và ngày sau mà nói là đi shopping ô oh, nó ngán lắm dạ, đúng. rất là ngán dạ. rồi thậm chí chưa đâu nha cái lúc đó đói bụng lắm mà nói thôi nhịn ăn bây giờ về ngủ chứ giờ mệt quá rồi nhịn ăn cũng được nữa yeah. chỉ mong thấy cái giường ngồi lên giường mình nằm mình ngủ là nó sướng nhất thôi là mình lại mất đi cái phần enjoy đồ ăn của cái thành phố đó rồi yeah. đúng không thành ta... ra nhất là nếu mà em nghĩ có con nít đi lại càng phải có một cái chương trình như vậy hơn nữa hả đúng rồi tại vì con nít cái, cái cái nó không có đi lâu được đúng à, với cái hai nó là mình phải có cái làm sao mình À, thời khóa biểu của mình với nó Phải phù hợp. rồi rồi thời khóa biểu của riêng mình nữa đúng tại mình cũng muốn biết những cái chỗ đó tại vì những cái chỗ mình tới đó nhiều khi nó không thích nó không thích mà mà mình dẫn nó tới những chỗ nó thích đó thì tại vì mình mình có cái trách nhiệm thôi thì mình đưa tới cho mình cũng... thành ra cái này là cái một cái ý kiến hay là mình phối hợp à, hai cái à, buổi đi chơi của yeah. mình ví dụ mình chia thay vì mình đòi đi shopping cả ngày cùng với nó thì nó sẽ không thích thì thôi mình đi một hai tiếng rồi những tiếng sau là những chỗ vui chơi của nó đúng không yeah. bởi vì con nít mà nó đi chơi nhiều quá nó mệt cái về nhiều khi nó cảm này kia rồi là mình lại chăm cho nó rồi một cũng mất thời gian du lịch yeah. đúng không yeah. thành ra là cái ý kiến của các nhà khoa học nghiên cứu cho những buổi du lịch này thì em nghĩ nó rất là lý tưởng để mà mình nên biết trong cái mùa hè này yeah. nhất để là mà đừng có làm cái gì mà gọi là à, bị Đi... mình có thể dùng cái danh từ là ngộ độc đó ngộ độc uh, vì mình một thứ nhất là mình ăn, à, à, quá, đúng rồi, nhiều. Đúng, ăn quá nhiều uh, Bộ thực đó đừng bộ đừng thực á đừng đừng để cho nó bộ thực đó. vấn đề à. của làm của mình. của mình để cho tất cả mọi thứ nó vẫn ở mức cái độ vừa phải vừa để phải. mình còn có ở mức độ thèm thuộc nào đó đúng đúng để mình có thể quay lại ngày hôm sau chứ không phải ừ. là cái chuyến đi du lịch của mình cuối cùng thì mình sẽ ngán ngẩm mệt đúng mệt, đúng. Mệt Ô, dạ. đúng nói đúng luôn đó nha hai ngày trước Uh, em với lại uh, hạ vi đi uh, shopping uh, bảo chứ Thuyết Phượng chở hạ vi hai đứa mình đi shopping ở, ở Camp đi cái nó đi Trời ơi đi một, hai tiếng 3 tiếng đi về đi không chịu đi tới tối đóng cửa hai đứa về qua ngày sau gọi điện thoại đứa nào cũng bị bệnh hết vì đi lâu quá à. về bệnh luôn muốn cảm luôn yeah. rồi đứa nào cũng phải ăn cháo hết ăn cơm không nổi luôn mà yeah. mệt đến cỡ đó đó thì em thấy cái nghiên cứu này uh, rất là có lý um, Ừ, rất là phù hợp cho ngay cả mình không cần phải nói du lịch nữa những cái mà mình đi chơi ngắn hạn trong ngày nghỉ cuối tuần cũng theo cũng thế, à. yeah. cũng thế luôn hàng. đó yeah. đúng không yeah. hèn gì em thấy người mỹ họ hay lắm nha anh khi họ mời mình tới nhà chơi sinh nhật hay bất cứ cái gì nha họ hay có cái thời giờ họ để là em cộng lại là khoảng 4 tiếng à wow. và họ mời mình cái trên cái, cái thiệp của họ thì họ sẽ đề là bắt đầu ví dụ từ 1 giờ cho đến 4 giờ còn người việt mình không có cái chương trình đó thì có phải chăng là họ cũng có biết cái này mà mình thì ít khi để ý tới không yeah. tại vì khi mình mời ai mình toàn là mời đến nhà mình sinh nhật mình không nói giờ có thể chơi xả láng tới khuya đúng không yeah. à, tuy nhiên chơi như vậy thì ngày mai ai cũng cảm thấy mệt mỏi hết yeah. đúng không yeah, đi đúng. làm cũng thấy đúng. mệt yeah, rồi đúng. đến ngày hôm sau không đi làm đi nữa cũng không còn cái năng lượng để mà đi ra ngoài cùng với gia đình cho những cái điều gì cần phải làm cho cái ngày mới đó yeah, đúng. đúng không yeah, Maybe có người Mỹ họ biết cái này đấy. Dạ vâng, vâng. Oh. Hết giờ à, kết thúc vị những điều nên biết vừa rồi đã kết thúc phần chia sẻ buổi sáng hôm nay cùng với anh Tường Thắng. Thúy Phượng xin kính chào tạm biệt. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình chuyện nên biết. Xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Xin cảm ơn quý. Vị.